Ban tổ chức giải thưởng của Global Brand Magazine công nhận bảo hiểm Bảo Việt thắng 2 đề cử giải thưởng hạng mục về bảo hiểm năm 2020, gồm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được tín nhiệm nhất châu Á. Giải thưởng xét trên các tiêu chí cam kết theo đuổi các giá trị vượt trội về yếu tố sáng kiến chất lượng, hoạt động thương hiệu, áp dụng công nghệ quản trị rủi ro, dịch vụ khách hàng và kết quả kinh doanh tạo môi trường bảo hiểm năng động cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Vừa qua, công ty Bảo Việt Hưng Yên cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng cờ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khối thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước năm 2019.